lĩnh 8 năm tù vì dùng quốc tấn công vỡ chán người nhắn tin với vợ. Khi công cống đường dân sinh, hai công nhân bị đất đá vùi lấp. Công an đột kích trung cư cao cấp ở Hà Nội, triệt phá đường dây ma túy. Cà Mau, ban nữ chủ bụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng. Tham gia chữa cháy, hai cán bộ ban quản lý rừng Nghệ An bị thương nặng. Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh youtube của Báo Giao thông. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thời gian gần đây không ít vụ tai nạn lao động xảy ra khiến tăng thương bao trùm nhiều nơi. Mới đây một vụ việc đau lòng đã xảy ra ở Cần Thơ. Theo đó, vào ngày 23 tháng 8, người dân nghe tiếng kêu cứu tại công trình thi công cống đường dân sinh dọc chân cầu Trần Hoàng Na, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khi người dân chạy đến thì phát hiện hai công nhân bị đất đá vùi lấp trong khi thi công cống thoát nước công trình. Người không may tử vong trong vụ tai nạn tên NVT, sinh năm 1971, quê quán ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Còn nạn nhân được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ là anh NTB, sinh năm 1984, thường trú tại ấp 6, Tân Lộc, Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Anh được phát hiện và đưa đi cấp cứu khoảng 17 giờ 20 phút trong tình trạng lơ mơ không tỉnh táo, bên ngoài không ghi nhận chấn thương, các dấu hiệu sinh tồn ổn định. Các bác sĩ đã chỉ định làm các xét nghiệm và chụp CT scan vùng đầu để kiểm tra. Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra sau cơn mưa chiều ngày 23 tháng 8. Khi các công nhân đang thi công công trình cống dân sinh cặp cầu Trần Hoàng Na thì bất ngờ bị sụp xuống cống. Tại thời điểm này, có hai công nhân đang làm việc ở dưới cống. Một người không thoát ra được đã bị vùi lấp dưới lớp bùn đất. Lực lượng chức năng đã đưa các phương tiện xe chuyên dụng, nhiều máy bơm và khoảng 20 cảnh sát trực tiếp cứu hộ. Được biết, công trình này do Ban Quản lý Dự án ODA thành phố Cần Thơ quản lý. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ tai nạn lao động. Thưa quý vị, thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ án nghiêm trọng xuất phát từ những cơn cuồng ghen. Tại Bình Định, khi nhìn thấy vợ mình nhắn tin với một người đàn ông ở cùng chỗ làm, một đối tượng đã ghen tức nên dùng quốc tấn công người này đến vỡ xương chán. Ngày 23 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Nguyễn Tuấn Sang, sinh năm 1999, ở xã Bình Thành, huyện Tây Sơn, 8 năm tù về hành vi sát hại người. Theo cáo trạng, vào khoảng 12 giờ 50 phút ngày 3 tháng 8 năm 2023, tại trại chăn nuôi của một công ty ở thôn An Long 2, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, Bình Định, Sang phát hiện vợ là chị TTMP nhắn tin tình cảm qua điện thoại với anh NTK cùng làm chung trang trại chăn nuôi. Do ghen tức, Sang lấy một cây cuốc tấn công vào đầu anh K, trong khi anh K đang nằm ngủ, không có khả năng tự vệ. Hậu quả, nạn nhân K bị vỡ xương chán, dập xuất huyết não, kèm tụ khí nội sọ chán hai bên phù não lan tỏa bán cầu đại não hai bên, tràn máu và khí dưới màng cứng, tụ máu khoang dưới nhện chán hai bên, tụ máu dọc điểm đại não. Nạn nhân ca được đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng tỷ lệ tổn thương cơ thể là 54%. Theo hội đồng xét xử, việc anh ca không tử vong là nhờ được đưa đi cấp cứu kịp thời. Điều này là ngoài ý muốn của Sang. Hành vi nêu trên của bị cáo Sang là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện bản chất côn đồ, hung hãn, trực tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác trái pháp luật đồng thời gây ảnh hưởng sâu đến tình hình trật tự tại địa phương. Mặc dù cơ quan chức năng đã tăng cường vào cuộc điều tra, triệt phá nhiều đường dây ma túy trên khắp cả nước, thế nhưng tình trạng này vẫn đang có diễn biến rất phức tạp. Vừa qua, công an thành phố Hà Nội cho biết, công an quận Hai Bà Trưng vừa triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ 5 đối tượng, thu giữ 15.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, quan nắm tình hình, cảnh sát phát hiện đường dây vận chuyển, mua bán ma túy số lượng lớn từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội để tiêu thụ. Dạng sáng ngày 7 tháng 8, ban chuyên án mật phục tại khu vực đường trên cao Khuất Duy Tiến, đoạn thuộc quận Thanh Sơn. Tại đây, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Hai Bà Trưng phối hợp với công an phường Thanh Lương, bắt giữ Trịnh Đức Chính, sinh năm 2000, trú tại huyện Văn Chấn, Yên Bái, mang theo khoảng 15.000 viên ma túy tổng hợp. Chính khai, số ma túy này do anh ta vận chuyển thuê từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội, chờ giao cho phí Văn Việt, sinh năm 1990, trú tại trung cư Imperia Garden, số 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân. Khám xét nơi ở của Phí Văn Việt, công an quận Hai Bà Trưng phát hiện ba giữ ba đối tượng nghi đồng phạm, gồm Nguyễn Việt Giang, sinh năm 1994, ở Thanh Trì, Hà Nội, Hà Văn Quý, sinh năm 2003, và Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1991, cùng chú tại trung cư Imperia Garden. Cơ quan công an cũng giám định và làm rõ số tăng vật thu giữ được trong vụ án là hơn 6,8 kg ma túy. Vụ án năng được công an quận Hai Bà Trưng phối hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an Hà Nội củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Thưa quý vị, trước sức hấp dẫn lãi suất cao, nhiều người vẫn tham gia các đường dây chơi hụi bất chấp nhiều rủi ro. Không ít vụ vỡ hụi đã xảy ra khiến nhiều người trắng tay. Tại Cà Mau, lợi dụng lòng tin của hụi viên, một đối tượng đã gian dối, tự ý hốt hụi và bán hụi khống, chiếm đoạt số tiền trên 2 tỷ đồng. Chiều ngày 23 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa ra quyết định khởi tố bị can, và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Hải Nghi, 30 tuổi, ngụ tại ấp 6, xã Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra ban đầu, từ năm 2017, Nghi bắt đầu đứng ra làm chủ hụi và mở nhiều dây hụi cho nhiều hụi viên ở địa phương tham gia. Lợi dụng hụi viên không khui hụi đầy đủ, các hụi viên không quen bên nhau, Nghi đã thực hiện hành vi gian dối, tự ý hốt 59 chân hụi của hụi viên ở 14 dây hụi, qua đó chiếm đoạt số tiền trên 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, Nghi còn bán 6 chân hụi khống, chiếm đoạt số tiền 211 triệu đồng. Tổng số tiền Nghi chiếm đoạt của hụi viên là trên 2 tỷ đồng. Tiếp theo là một thông tin đáng chú ý khác. Trong lúc tham gia chữa cháy rừng, hai cán bộ ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc, Nghệ An bị ong đốt và bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân xã Nghi Tiến, huyện Nghi Lộc tối ngày 23 tháng 8. Trong lúc tham gia chữa cháy rừng thông trên địa bàn, hai cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc bị thương nặng. Hai người này đang được chăm sóc tại bệnh viện. Trước đó lúc 9 giờ cùng ngày, người dân xóm Nam Thắng, xã Nghi Tiến, phát hiện cháy rừng bùng phát và báo cho cơ quan chức năng. Nhận tin báo, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc phối hợp lực lượng công an, quân sự cùng hàng trăm người dân nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Trong quá trình dập lửa, ông TVH và HVS, cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nghi Lộc bị ong đốt và bỏng nặng. Hai nạn nhân được sơ cứu và chuyển đi cấp cứu. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, đám cháy đã được khống chế. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng làm rõ. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay được nghỉ dài ngày nên nhu cầu đi lại bằng tàu hỏa của người dân trước và sau kỳ nghỉ lễ tăng cao hơn so với ngày thường, để đáp ứng đi lại của người dân trong các ngày từ 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, ngành đường sắt tổ chức chạy tăng cường hàng chục đội tàu trên các tuyến. Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ này, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy thêm một đôi tàu SE9 SE10 trên tuyến Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại và hàng chục đôi tàu từ ga Sài Gòn đến các ga Nha Trang, Quy Nhơn, từ Nha Trang đến Đà Nẵng, từ Hà Nội đến Quảng Bình, Rào Cai, Hải Phòng. Theo đó, tuyến thành phố Hồ Chí Minh Quy Nhơn chạy thêm tàu SE29, SE30. Tuyến thành phố Hồ Chí Minh Nha Trang chạy thêm tàu NT4, NT5, NT7, NT8 và NT12. Tuyến Nha Trang Đà Nẵng chạy thêm tàu SE41, SE42. Tuyến Hà Nội đồng Hới chạy thêm tàu QB1, QB2 và tàu SE17. Khu vực phía Bắc, tuyến Hà Nội Lào Cai chạy thêm tàu SP7, SP8. Tuyến Hà Nội Thanh Hóa chạy thêm tàu TH1, TH2. Tuyến Hà Nội Vinh chạy thêm NA3, NA4. Tuyến Hà Nội Hải Phòng tổ chức chạy thêm các tàu LP9, LP10, HP3, HP4 và tàu HC2 xuất phát ga Hải Dương. Ngành đường sắt đã bán gần 66.000 vé, chủ yếu từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh. Theo thống kê Tính đến 12 giờ trưa ngày 23 tháng 8, ngành đường sắt đã bán gần 66.000 vé, chủ yếu từ Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đi các tỉnh ngày 30 tháng 8, 31 tháng 8 và về ngày 3 tháng 9. Hiện tại, việc mua vé tàu đang được thực hiện với nhiều hình thức khác nhau nên rất thuận lợi cho hành khách muốn mua vé. Hành khách có nhu cầu mua vé có thể truy cập vào các trang web của ngành đường sắt qua ứng dụng ví điện tử hoặc app bán vé tàu trên thiết bị di động. Đồng thời, có thể liên hệ trực tiếp tại các nhà ga các POS bán vé tự động tại các điểm du lịch hoặc qua đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt. Để chuẩn bị phục vụ tốt cho dịp cao điểm này, tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo các công ty cổ phần đường sắt bố trí đủ nhân lực cảnh giới tại các giao cắt trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, các chi nhánh xí nghiệp đầu máy làm tốt công tác sửa chữa, chỉnh bị đầu máy, toa xe, đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đầu máy, toa xe. Các chi nhánh khai thác tăng cường an ninh an toàn tại các ga. Các công ty vận tải chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực phục vụ hành khách trong dịp cao điểm này, đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5% đến 7% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội như mẹ Việt Nam Anh Hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên, đoàn viên công đoàn. Tối 23 tháng 8 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ khai mạc chương trình Những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh, một hoạt động quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024. Đêm khai mạc với những tiết mục nghệ thuật đặc sắc chủ đề dấu son Hà Nội đã để lại ấn tượng sâu đậm với những khán giả có mặt tại sự kiện. Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thành. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, trong lần đầu tiên tổ chức, chương trình không chỉ là cơ hội để ôn lại chặng đường lịch sử hào hùng của 70 năm giải phóng thủ đô, mà còn là dịp để giới thiệu đến người dân thành phố mang tên Bắc và khu vực Nam Bộ những giá trị văn hóa, kinh tế đặc sắc của thủ đô Hà Nội. Sự kiện này cũng nhằm khẳng định thêm mối quan hệ hợp tác chặt chẽ và bền vững giữa hai đô thị lớn của cả nước đồng thời góp phần thắt chặt tình đoàn kết dân tộc. Chương trình khai mạc những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Qua nhiều tiết mục đặc sắc, lễ khai mạc thể hiện sự kết hợp giữa các phần trình diễn dàn nhạc, hợp sướng, ca múa, hoạt cảnh, video clip gợi mở dưới góc độ nghệ thuật những giá trị lịch sử, văn hóa của thủ đô Hà Nội thông qua cảm xúc của khán giả. Đặc biệt, những ca khúc về Hà Nội từ những giai điệu truyền thống đến những sáng tác hiện đại như Sầm Hà Nội, Hà Nội Linh Thiêng và Hào Hoa, Nhớ Mùa Thu Hà Nội. Trong đó, mỗi bài hát đều là một mảnh ghép trong bức tranh đầy màu sắc về thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng thời thể hiện sự gắn kết giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. Tại lễ khai mạc, người dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành lân cận đã được tham quan, thưởng ngoạn những không gian văn hóa lịch sử thu nhỏ của thủ đô Hà Nội tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, không gian hào khí Thăng Long với cổng chào tái hiện biểu trưng logo Hà Nội và tượng đài cảm tử đã mang đến không khí trang trọng, khơi gợi lòng tự hào dân tộc trong mỗi người. Đồng thời, khách tham quan cũng được tìm hiểu không gian trưng bày triển lãm, ảnh tư liệu kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng, cùng các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và ẩm thực đặc trưng của Hà Nội. Tại chương trình khai mạc, khách tham quan cũng trải nghiệm không gian di sản cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử của Hà Nội, được tái hiện trên đường Hoa Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các tiểu cảnh như Trung thu Hà Nội, Hồ Gươm, phố Bích Họa, Sắc Khoa Hà Thành cũng giúp mỗi người dân miền Nam cảm nhận rõ nét vẻ đẹp bình dị và sâu lắng của thủ đô Hà Nội ngay tại phố đi bộ lớn nhất của thành phố Hồ Chí Minh. Dịp này, một phiên bản chống đồng cổ loa được tái hiện, hứa hẹn là món quà ý nghĩa mà thủ đô Hà Nội dành tặng thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, không gian phố nghề, làng nghề Hà Nội xưa và nay cùng sự kiện tinh hoa ẩm thực Hà Nội cũng đã mang đến cơ hội cho du khách khám phá và thưởng thức những tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của thủ đô những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại